Dạ có, bạn nào còn khó khăn trong cái nội dung trước đây? Có, mình sẽ tiếp tục cái nội dung tiếp theo. Và tiếp theo mình sẽ nói về bơm thể tích. Đầu tiên mình sẽ phân loại cái mô tả cái phân loại bơm thể tích. Cái phân loại này thì sẽ sử dụng cái phân loại trong một số cái giáo trình tiếng Anh hoặc là chúng ta sử dụng trên trang Wikipedia để có thể tìm. Thì về cơ bản thì cái bơm thể tích ấy, là cái quy tắc hoạt động của nó là nó sẽ bơm được chất lỏng thông qua cái việc là thay đổi cái thể tích của cái không gian làm việc của cái bơm, cho nên cái tiếng Anh nó gọi là cái positive displacement. Thì trong cái nhóm bơm thể tích này nó chia làm hai cái nhóm chính, nên là nhóm rotary là cái cách mà thể tích nó chuyển động của nó là chuyển động theo hướng là tròn quay. Cái nhóm thứ hai gọi là reciprocating là cái nhóm chuyển động theo tĩnh tiến. Chúng ta sẽ xét thứ nhất là cái nhóm rotary thì nó có nhiều cái loại bơm khác nhau. Cái đầu tiên là cái gear, đây là cái mô tả cái cấu tạo của cái gear bơm. Thật ra cái gear bơm này đó chính là cái tiếng Việt mình gọi là bơm bánh răng. Nó hai bánh răng nó ăn khớp với nhau. Thì khi trong trường hợp ở đây chúng ta thấy cái rãnh răng này thì nó sẽ áp sát vào trong cái chân của cái răng bên dưới. Thì ngược lại thì cái răng bên dưới sẽ áp sát vào cái rãnh răng như là. Như vậy thì khi mà cái bơm này nó hoạt động thì chỉ có một cái bánh răng nó chuyển động thôi, còn cái bánh răng kia thì nó tự chuyển động theo. Thì lúc này chẳng hạn như là nó chuyển động như thế này thì cái bánh răng bên dưới này nó chuyển động theo cái hướng này, tức là ngược chiều đồng hồ. Thì cái bánh răng bên dưới chuyển động ngược lại là theo chiều đồng hồ. Cái vùng màu xanh đây nó thấy là cái flow pressure là cái áp suất thấp, ở phía bên đây còn high pressure. Thì khi mà cái lưu chất nó khi bơm lên nó chuyển động, cái bánh răng chuyển động thì cái lưu chất sẽ được cuốn vào trong cái bánh răng này, trong rãnh răng này và đi vòng qua bên đây. Thì khi bơm bên đây thì cái nó tiếp xúc với lại cái răng bên đây, thì chẳng hạn ta thấy trường hợp này cái răng này nó sẽ áp sát vào trong cái rãnh răng này, như vậy thì nó sẽ đẩy chất lỏng từ bên trong này văng ra ngoài, nó tạo ra cái áp lực để đẩy chất lỏng đi ra. Thì tương tự như vậy thì phía cái răng này nó sẽ đẩy ép sát vô đây, phía nào này thì sẽ đẩy chất lỏng từ bên trong này răng ra ngoài, nó tạo ra cái high pressure để đẩy chất lỏng đi. Đó là cái loại thứ nhất ha. Cái loại thứ hai là vein, đây là cái mô tả cái cấu tạo của cái vein, đó là tiếng Việt của mình gọi là bơm cánh trượt. Đây là cái vỏ của cái bơm, còn đây là cái trục của cái bơm này. Trên cái trục của cái bơm này thì nó có các rãnh. Trong các cái rãnh đó nó sẽ có cái ven và cả cái cánh. Cái cánh nó sẽ chuyển động dọc theo cái trục của cái trong cái rãnh này. Người ta sẽ đặt cái trục này với lại cái vỏ của bơm này nó lệch tâm với nhau. Ví dụ như cái tâm của cái bơm là cái vỏ bơm là đây, còn cái tâm của cái trục thì nó nằm ở đây. Hai cái này nó còn lệch tâm như này. Sau đó thì người ta sẽ cho cái trục bên trong nó chuyển động. Thì khi nó chuyển động tròn quay như vậy nó tạo ra được cái lực ly tâm và nó đẩy cánh trượt của nó văng ra bên ngoài. Thì do cái phần này nó áp sát vào bên trong vỏ này, thì đó nó sẽ đẩy cho các cánh trượt áp sát vào trong. Tại vì ra dần phía bên đây thì nó sẽ đẩy văng ra và nó sẽ lôi cuốn cái chất lỏng từ cái vùng suction này đi vòng ra bên đây và theo cái vùng suction đi ra ngoài ngoài. Đó là cái cơ bản của cái bơm vein. Cái loại thứ ba là screw. Đây là cái mô tả của cái screw thì cũng tương tự như cái gear thôi. Nó có hai trục chuyển động này được chiều với nhau. Cái loại thứ tư là rotating cavity. Thì cũng tương tự như cái screw nhưng mà nó chỉ có một trục thôi. Cái loại thứ năm là lớp, gọi là lớp hoặc là cam. Đây là cái cấu tạo của nó. Thì cách thức của hoạt động nó cũng gần giống như cái gear này. Là cái loại thứ 6 là flexible tip peristaltic. Đây là cái cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cái loại flexible tip. Nó rất là đơn giản ha. Nó có một cái ống nhựa này. Cái ống nhựa này có thể là người ta làm bằng nhựa, hoặc là cái ống này có thể làm bằng nhựa, hoặc là nếu không bằng nhựa có thể làm bằng kim loại cũng được, nhưng mà kim loại mềm. Thì lúc đó nó sẽ có một cái trục thì nó sẽ chuyển động như thế này. Và khi mà nó chuyển động thì nó sẽ áp sát vào đây và đi ra thế này. Như vậy cái lưu chất của mình nó sẽ được chuyển động như đây và đi ra. Thì với cái bơm này thì nó có một cái điểm thú vị của nó là nó cái phần mà tiếp xúc với cái lưu chất này chỉ là cái phần nằm ở trong ống này thôi, chứ cái trục này nó không có tiếp xúc với cái lưu chất. Như vậy lúc đó chẳng hạn như là cái lưu chất mà mình bơm
thì nó có cái độ ăn mòn cao chẳng hạn, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái trục này. Như vậy lúc đó thì cái phần mà hay như bơm hóa chất thì nó chỉ là tiếp xúc với cái loại cái vỏ của cái ống này, lúc đó nó có ăn mòn thì chăng nữa thì ăn mòn cái vỏ này, cái ống này. Thì cái ống này người ta làm bằng vật liệu bằng nhựa đi ha, thì nó rất là trơ với hóa chất hoặc là một số cái kim loại nào đó mà nó không ảnh hưởng đến cái ăn mòn thì nó thuận tiện. Nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm của nó là nó cái năng suất của nó, tức là cái khả năng mà nó vận chuyển được chất lỏng trong đường thời gian rất là thấp. Và thứ hai nữa là cái cột áp mà nó tạo ra, ta thấy với trường hợp nó chỉ áp sát vào trong cái trục, áp sát vào trong cái vỏ này và đẩy cái vỏ như thế này thì gần như nó không tạo ra được áp áp lớn. Đây là cái nhóm thứ nhất là nhóm rotary là liên quan tới cả chuyển động, sau đó là liên quan chuyển động tròn quay hết. Cái nhóm thứ hai là chuyển động tĩnh tiến, thì cái loại đầu tiên là cái loại mà rất là thông dụng mà mình đã học từ cái vật lý phổ thông rồi, là liên quan đến là cái máy nén piston hoặc là bơm piston. Thì cách thức hoạt động của nó thì nó có một cái piston này, đây là cái piston và đây là cái xi lanh, nó chuyển động dọc trong xi lanh. Thì để chuyển động được thì nó có cái cơ cấu như này, đây nó có một cái tay quay, đây là có cái trục chuyển động. Thì cái này là nó sẽ có cái trục này để nó chuyển từ cái chuyển động tròn quay ở đây này sang cái chuyển động tĩnh tiến, đây là cơ cấu nối của nó. Thì vì khi cái trục mà nó quay như này thì nó sẽ đẩy cho cái piston của mình lúc thì chuyển động sang trái, lúc thì chuyển động sang phải. Và khi nó chuyển động sang trái sang phải như vậy thì làm sao mà nó sẽ bơm được chất lỏng? Thì cái cách người ta có cấu tạo nó như này. Đây là cái đường ống hút và suction, đây là đường ống đẩy discharge. Ở trên cái ống hút đó, thì người ta sẽ gắn một cái suction van, là cái van hút này. Tương tự như vậy phía bên đầu đẩy thì người ta sẽ gắn discharge van. Cái cách thức cấu tạo của hai cái van này người ta thấy ha. Như vậy khi mà piston này chuyển động này từ trái sang phải thì nó sẽ làm cho cái không gian ở trong xi lanh này nó mở rộng ra, nó giãn nở cái phần thể tích của nó mở rộng ra. Để khi mở rộng ra như vậy thì cái áp suất trong này nó sẽ giảm, thì nó sẽ kéo hai cái van này vào, đây nó sẽ kéo cái van này vào luôn. Để khi kéo cái van này vào thì chỗ này nó sẽ hở này, đó, cái cổng sẽ theo cái đường này đi vào bên trong. Sau đó thì nó chuyển động đến cái biên này thì nó chuyển động ngược lại từ phải sang trái. Khi mà chuyển động lại từ phải sang trái thì làm cho cái không gian này thu hẹp lại. Lúc đó thì áp suất nó tăng lên, nó sẽ đẩy hai cái van này văng ra, van này văng ra, van này cũng văng ra luôn. Thì lúc này cái van này văng ra thì cái chỗ này nó sẽ đóng, chỗ này nó sẽ hở và chất lỏng sẽ theo cái đường này đi ra bên ngoài. Đó là cơ bản của cái cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cái bơm piston. Cái loại thứ hai nó cũng trong cái nhóm này, nó là cái gọi là cái bơm flanger. Đây là cái cấu tạo cái flanger. Nó thấy so sánh đây là cái piston này, còn đây là cái flanger nằm bên đây. Nó cũng gần gần nó giống như là cái piston ha, cái thức thức cũng tương tự như vậy, cũng có ống hút cũng có ống đẩy. Nhưng cái khác một điều là cái piston này nó áp sát vô cái xi lanh, còn trong khi đó cái flanger này thì nó chỉ là một cái trục chuyển động dọc theo cái xi lanh này. Thì khi mà cái này nó chuyển động sang trái lên xuống như này thì nó cũng làm cho cái không gian trong này là thu hẹp là mở rộng ra, làm cho áp suất của nó tăng tăng hoặc giảm thì cái chất lỏng được hút hoặc đẩy ra ngoài. Thì cách thức nó cũng tương tự như cái piston. Cái loại thứ ba là bơm màng, thì nó cũng không giống giống như cái loại flexible tip này, này. Thì cái bơm màng này, thì người ta sử dụng một cái màng này, cái màng này là nó có thể sử dụng nó bằng nhựa hoặc là bằng kim loại mềm. Thì đây là cơ cấu chuyển động của nó để làm cho cái màng này lúc thì nó mở rộng ra, lúc thu hẹp lại, thì cái chất lỏng được hút vào và đẩy ra. Đó là cái nhóm bơm thể tích. Chúng ta sẽ xét tiếp theo là cái nhóm bơm thứ hai là bơm hình tâm. Đây là cái loại bơm là được ứng dụng nhiều nhất ở trong thực tế, từ dân dụng cho đến hệ thống công nghiệp. Với dân dụng thì nó thấy cái bơm của nó nhỏ gọn, có thể là 1/4 mã lực cho đến là khoảng 2 mã lực. Nhưng mà đi vào trong công nghiệp thì nó có thể có những cái bơm đến 5 mã lực, 10 mã lực, tính có cả những cái bơm đó đến 100 mã lực hoặc có thể lớn hơn. Hoặc là với những cái trường hợp là cái trạm bơm thì người ta có thể là sử dụng rất là nhiều cái loại bơm khác nhau.
như trường hợp là các bạn nghe cái tin tức mà thành phố Hồ Chí Minh người ta có cái dự án là thuê một cái siêu bơm để tải nhanh cái lượng nước khi mà trường hợp mà nếu như là có những cơn mưa lớn thì với cái hệ thống mà thoát nước của mình nó thoát không kịp thì sẽ gây ngập úng cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì người ta mới gọi là thuê những cái siêu bơm, có những cái bơm rất lớn nó tải rất là nhanh cái lượng nước đó. Hoặc là trên cái hệ thống tưới tiêu đo đồng ruộng chẳng hạn thì người ta sử dụng những cái trạm bơm. Với những cái trạm bơm tôi thấy những cái bơm của nó rất là to, mình đứng ở đó thì nó cũng chỉ cỡ cỡ hoặc là nhỏ hơn cái bơm rất là nhiều. Do đó thì cái hệ thống bơm ở trong dân dụng với lại bơm trong công nghiệp, cái hệ thống nó sẽ khác nhau. Đây những cái hình mô tả đây là construction of a centrifugal pump, thì là nó mô tả cái cấu tạo của cái bơm này, nó sử dụng chủ yếu là trong công nghiệp. Thì đây là một số cái bộ phận chính. Thường là cái bơm nó sẽ đặt dưới một cái bệ đỡ này. Cái bệ đỡ thường là người ta đúc bằng xi măng chẳng hạn, người ta đúc trước cái bệ đó, sau đó mình đặt cái bơm lên trên. Thì cái bơm thì cái phần chính của nó là cái phần bơm là ở đây này. Thì nó sẽ có được một cái ống hút là suction, cái đầu đẩy là đi xa đây. Ở bên ngoài thì có một cái vỏ là một lúc. Trong cái vỏ, trong cái bơm thì nó có được là cái impeller là cái cánh, cánh guồng. Cái cánh này sẽ nối với cái trục suction cock này là cái phần bên ngoài. Còn đây cái shaft này, cái trục này. Cái trục này là sẽ nối với lại cái động cơ, electric motor. Thì có thể là trong công nghiệp có thể một số trường hợp người ta không sử dụng cái electric motor, mà có thể sử dụng như là động cơ diesel chẳng hạn để người ta chuyển động. Đây là cái cơ cấu cơ khí. Thì về cơ bản thì ở nhà của mình thì cái motor này nó gắn trực tiếp vô luôn, nó không có cái bộ phận này. Về cái bơm của nó thì nó nhỏ gọn hơn rất nhiều. Cái này mình dùng một cái bơm nó có 1/4 mã lực. 1/4 mã lực thì mình có nghĩa là khoảng là 0,25 ngựa thôi, rất là nhỏ. Đó là cái cấu tạo của cái bơm ly tâm. Bây giờ mình sẽ xét cái nguyên tắc hoạt động của bơm ly tâm. Thì thầy sẽ chiếu một cái video ha, để anh em xem cái cấu tạo của cái bơm, cái hoạt động của bơm. Đây là cái cánh guồng của bơm ha, em đều rồi. Trong cái cánh guồng nó có các cánh hướng dòng. Cái cánh hướng dòng này, đây là các cánh hướng dòng bên trong này. Nó có thể là nó có cái hướng, nó là hướng thẳng hoặc hướng cong tùy lúc để thay cấu tạo của từng cái loại bơm. Đây là cách thức nó hoạt động. Khi mà cái bơm này nó chuyển động thì cái motor nó sẽ quay và làm cho cái cánh guồng nó chuyển động. Khi chuyển động như vậy thì nó sinh ra cái lực ly tâm này. Lực ly tâm nó sẽ đẩy tất cả các chất lỏng bên trong cái cánh guồng là văng ra bên ngoài. Đây là cái tâm cánh guồng, đây tiếng Anh gọi là I. Thì trong tâm cánh guồng này, chất lỏng mà đã bị văng ra rồi thì áp suất nó thấp. Do đó thì cái chất lỏng bên ngoài nó tự động thì sẽ theo cái hướng này đi vào. Và cái bơm ly tâm này nó sẽ hoạt động liên tục, nó không giống như cái bơm piston của mình có giai đoạn thì nó hút, có giai đoạn thì đẩy. Priming là liên quan đến cái việc là mồi bơm. Trong trường hợp với cái bơm ly tâm trước khi hoạt động, người ta sẽ đổ nước hoặc là đổ chất lỏng gì đó, nó ngập hết cái này. Thấy như trường hợp mô tả đây nè, nếu nó không có chất lỏng trong này thì nó sẽ không có khả năng tự hút được. Do đó thì nó phải mồi bơm trước khi mà nó hoạt động. Mục đích của việc mồi bơm là đẩy tất cả cái khí ở trong đường ống hút hoặc là trong cái cánh guồng của bơm ra bên ngoài để cho cái chất lỏng có ở trong cái bơm thì nó mới hoạt động được. Đây là cái cách thức mô tả trường hợp khác là cái vỏ bơm. Cái vỏ bơm thường người ta sẽ cấu tạo theo cái hình xoắn ốc, hình cái vỏ ốc ấy. Thì mục đích của nó mình thấy là cái diện tích của cái phần vỏ này, nó tăng dần lên ra bên đây. Thì cái mục đích là tăng dần vận tốc thì là sẽ làm cho cái vận tốc thì nó sẽ giảm. Khi vận tốc giảm thì cái áp suất nó sẽ tăng. Thì dựa vào cái phương trình Bernoulli này, Z này cộng cho B bình phương chia cho 2G
cộng cho V phần sin chi cho hay là cái loại B phần sin chi gamma. Như vậy khi là cái vận tốc này giảm xuống thì cái áp suất này sẽ tăng lên. Đây là cái cánh nguồn, người ta có thể là thiết kế của nó với các cái hướng cong khác nhau. Đây là cái hiện tượng gọi là hiện tượng xâm thực, đúng không? Cái trong trường hợp là cái áp suất bên trong này thấp hơn áp suất bên ngoài, nó có những cái trường hợp là cái bọt khí nó sẽ xuất hiện ở đây này. Đây, thấy cái trường hợp bọt khí nó xuất hiện. Khi mà bọt khí nó xuất hiện thì nó sẽ gây ra được khi bay va đập khí lực cũng như là cái tiếng ồn rất lớn cho cái bọt. Thì trong thực tế để biết được là nó có hiện tượng xâm thực hay không thì người ta sử dụng là cái công thức để đánh giá NDF required, với lại là NDFI. Cái đó thì trong cái nội dung của mình không có đề cập đến ha. Đây là cái các cái loại cánh gù khác nhau. Đây là loại chính hoàn toàn này, đây là loại bán chính, và đây là loại hở hoàn toàn. Có thể là sử dụng nhiều cái thiết kế khác nhau, thì mỗi cái thì nó có được cái hiệu năng khác nhau. Đây là cái cơ cấu truyền động cơ khí thôi. Cách thức mà truyền động từ cánh nguồn gắn với các cái trục rồi các khớp nối, các cái vòng bi phụ đỡ vân vân đến mấy cái motor. Thầy sẽ gửi cái video này cho các em xem sao, hoặc các em có thể lên trên YouTube để có thể tìm được cái video. Rồi, đó là cái sơ lược về cấu tạo nguyên tắc hoạt động cái bơm bi đông. Các bạn có thắc mắc gì thêm không?